Hello các bạn nha, hôm nay tiếp tục cập nhật giá xe tại hệ thống xe máy Hiếu Thịnh Phát chi nhánh Từ Ngang Bình Dương nha anh chị các bạn. Hôm nay cùng với Kim Ngân tiếp tục nè, chào em. Dạ, xin chào tất cả mọi người, mình tên là Kim Ngân. Chào mừng các bạn đã tới với kênh xe máy Hiếu Thịnh Phát ở Thuận An nha. Ngày hôm nay thì Ngân rất là vinh dự được quay trở lại video. Và cảm ơn các bạn đã click vào video của Ngân ngày hôm nay. Ngày hôm nay Ngân sẽ giới thiệu tới các bạn cùng chiêm ngưỡng các dòng xe mà xe nhập khẩu mà đang được giới trẻ rất là yêu thích, đó là Vario và Sonic Sachi ha. Vario hôm nay thấy nhiều màu đẹp quá trời luôn em ơi. Dạ, đúng rồi, hiện tại thì Vario 125 và 150 á dường như là nhập hàng rất là khó. Và trong cái dịp lễ mà 30/4/5 bắt đầu cửa hàng Ngân áp dụng từ ngày 26 cho tới ngày 2/5 thì giá xe vẫn đang được giữ giá ha. Thì các bạn tranh thủ mua, sau lễ là bên Ngân sẽ bắt đầu tăng giá lên ha. Nếu mà các bạn có quan tâm ở xa mà có mua xe em liên hệ mua xe em thì em có hỗ trợ các bạn mình được thêm gì không em? Dạ có anh, khi mà mình mua xe liên lạc trước với Ngân sẽ được tặng 500 ngàn ha. Ngoài ra thì bên Ngân có chi tiền lợi khách cho khách hàng luôn. Nếu mà trong gia đình nhà bạn có ai có nhu cầu mua xe thì dẫn tới cho Ngân liên lạc đại lực trước với Ngân sẽ được tiền hoa hồng ha, từ 500 cho tới 1 triệu. Rồi ok em. Rồi cập nhật anh, con đầu tiên này là màu gì em? Xe 125 đúng không ạ? Xe Vario 125 phân khối thì hiện tại giá dao động từ 48 cho tới 50 triệu tùy đường màu các bạn. Con này màu gì em? Con này là màu 3D, màu xanh xi măng, người ta gọi là màu xanh xi măng á. Rồi. Cái mâm này là sao em? Mâm zin hay là? Cái mâm này là mâm zin luôn các bạn. Mẫu này là mâm zin nha, màu vàng đồng ha. Rồi. Bây giờ Ngân sẽ điển qua các màu, tại vì cái dàn về xe màu xe thì 125 và 150 nó cũng giống nhau thôi. Các bạn thích loại xe nào thì cứ inbox vào số Zalo của Ngân là 0904134470 thì Ngân sẽ tư vấn kỹ hơn cho các bạn ha. Có số điện thoại trực tiếp trên màn hình luôn nha các bạn. Dạ, mình. Dạ đúng rồi. Rồi, và đây là màu đỏ candy 150 phân khối. 150 thì nó có màu zin là màu đỏ nhám, còn màu đỏ này là màu đỏ 3D nha các bạn. 150 thì hiện tại giá của nó là 61.500.000 cho tới 63 triệu nha. 61.500.000 là màu zin hả? Dạ đúng rồi, còn 63 triệu là màu 3D. Rồi. Ở đây là màu vàng nhá. Màu vàng 3D nè. Màu xanh này là xanh zin nha các bạn. Xanh nhám, màu xanh zin, xe 125 phân khối. 125. Con zin dạ. Này 125 là nhiêu em? 125 thì hiện tại giá của nó là 48 triệu. Là màu zin đó hả? Dạ đúng rồi. Nhiều khách hàng thì thích xe 150 nhưng mà thích cái màu xanh nhám này á. Thì bên Ngân có luôn nha. Bên Ngân sẽ đổi là giá cho các bạn và sẽ thêm cái logo cho 50 lên cho các bạn chạy ha. Rồi. Xe 125 phân khối màu xanh coban. Màu này rất là đẹp đúng không? Màu này trông rất là sáng. Giá đó là mình chưa tính phí biển số phải không em? À dạ đúng rồi. Ngân chưa báo phí đăng ký biển số nha. Các bạn đăng ký biển số ở đâu inbox cho Ngân, Ngân sẽ tính cụ thể về cái phần dịch vụ cho mình luôn. Bây giờ mình nói như là ví dụ là ở huyện là em nói tầm bao nhiêu ví dụ ấy. Biển số huyện thì tầm 2 triệu. Tầm 2 triệu ha. Dạ đúng rồi. Thị xã thì tầm 2 triệu 7. Thành phố thì nó rơi vào tầm 4 triệu 4 triệu rưỡi. Rồi, ok các bạn mình ha. Ở đâu thì mình cứ inbox qua Zalo để gặp Kim Ngân tư vấn nha các bạn. Rồi, 150 màu cam nha các bạn, màu cam đen. Màu tím thủy chung. Nói chung là bên Ngân thì đa dạng các màu, đa số ở các màu trên cửa hàng á đều là các màu 3D. Nhưng mà bên ở những video showroom mà Ngân có những các màu mà các bạn yêu thích rồi á thì inbox cho Ngân sẽ tư vấn cho các bạn. Còn nếu như mà cửa hàng chưa thấy cái màu mà các mình yêu thích á thì các bạn cứ inbox cho Ngân, Ngân sẽ đem màu sẵn cho các bạn và các bạn qua là sẽ có xe sẵn thì mình lấy nha. Ừ. Con màu vàng này là 125 hay 50 em? Dạ con này 150 nha. Con màu vàng này nè. À con màu vàng, hiện tại con màu vàng này là 125 phân khối. Được độ mâm nha các bạn. Màu vàng rất là sáng luôn nha các bạn. Có 150 phân khối nó giống như vậy luôn ha. Nhưng mà con này là con 125. Rồi, tiếp theo luôn em. Màu trắng nè. Đây là màu trắng kem. Này mà xe 150 phân khối nha các bạn. Trắng này là trắng bóng và trắng 3D á các bạn. Hiện tại thì cái mẫu màu trắng của nhà máy nó sẽ bỏ lâu rồi. Còn cái mẫu này là mẫu 3D nha. Tại đây Ngân giới thiệu luôn sang cái dòng xe 160 phân khối cho các bạn cùng chiêm ngưỡng ha. Thì nó cũng có hai loại ABS và CBS thì giá nó cũng mềm á. Hiện tại thì giá con này CBS là 64 á, ABS là 68. Mua góp thì đối với dòng xe 125 chúng ta trả trước tầm 10 triệu. Còn 150 thì chúng ta trả trước tầm khoảng 18 triệu. Còn đối với cái dòng xe này 160 trả trước 15 triệu là được nha. Rồi, Sonic. Sonic luôn em ơi. Sonic luôn. Đây, em Sonic màu cam. Màu này trông rất là nổi bật và sang trọng. Các bạn yêu thích cái màu màu cam thì inbox vào số Zalo của Ngân
tôi sẽ tư vấn kỹ hơn về cái màu này cho các bạn. Hiện tại Sunmax thì giá nó dao động từ 53 cho tới 55 triệu tùy đồ màu đó các bạn. Sunmax chúng ta mua gốc trả trước từ 9 triệu trở lên nha. Rồi, có em màu trắng nè các em. Màu trắng nè các bạn. Màu trắng ngọc trinh luôn các bạn, màu này là mình sơn 3D hả em? Dạ đúng rồi, màu sơn 3D đó anh, và được độ thêm một số rồi. Thắng GPS này rồi và gương kiểu luôn ha. Sonic màu xanh. Màu xanh xi măng này các bạn, và kết hợp thêm một số viền họa tiết logo chữ Sonic màu cam. Xe trong nó có điểm nhấn rất là đẹp. Rồi ở phía trong là một em Sonic màu xám, mà cái mẫu này là mẫu cá mập đó các bạn. Xám đen cá mập. Rồi sơn nít màu hồng này các bạn. Ở trên này thì có thêm Sakia nữa. Sakia với lên sơn nít thì nó đồng giá nhau nha các bạn. Đồng giá luôn em? Dạ đúng rồi, 52 năm cho tới 55 năm. Tùy đường màu đó anh. Đó, các bạn mình thích cái xe nào thì mình cứ lựa nha. Giá đồng giá luôn. Con này màu hồng. Như bản thân của Ngân á, là con gái, nhưng mà Ngân cũng rất thích cái, chạy cái dòng xe này ha, sơn nít và Sakia. Thứ nhất là về tốc độ nó chạy cực kỳ là thích, và hơn nữa xe nó nhỏ gọn đó, mình đi trên cái đường hẹp mình lùi lách nó dễ, xe rất là nhẹ gọn luôn các bạn, đi rất là dễ rồi. Dễ đi. Đây những cái màu Sonic là cho các bạn mình tham khảo nha. Đây dạ, trong video mà không có cái màu mình các bạn mình cần tìm mình cứ in bóc qua số điện thoại Zalo ha, để được như là tư vấn các bạn mình cái màu mà các bạn mình ưng ý luôn ha. Dạ. Làm theo cái ý thích của các bạn mình luôn. Để Ngân tư vấn về cái khoản góp cho các bạn ha. Chúng ta chỉ cần đủ 18 tuổi là có thể góp được, và chỉ cần có chứng minh hoặc là căn cước là đã góp được của mình ha. Cửa hàng của Ngân là xe máy Hiếu Thành Phát ở Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương. Thì các bạn trước khi mà lên cửa hàng á, thì inbox vào số Zalo của Ngân. Ngân sẽ gửi vị trí và đặt lịch cho các bạn lên để được nhận quà khuyến mãi ha. Những khách hàng mà liên hệ trước với Ngân lên mua xe luôn được ưu đãi nhất tại cửa hàng luôn. Tại vì tại cửa hàng Ngân là người chạy chính về cái phần YouTube này và Facebook ha. Nếu mà các bạn lên á, nên là trước với Ngân sẽ được ưu đãi nhất. Còn nếu như các bạn nhiều khách hàng dễ thương á, lên mua xe tại cửa hàng mà lên tại vì thích quá lên mua luôn mà không nói liên lạc với Ngân á, xong rồi thành thử ra không có được ưu đãi, tội nghiệp các bạn lắm. Nhớ lên là nói liên lạc với Ngân đó nhá, để được nhận ưu đãi thêm nha. Con này hình như là mới lên đó em? Dạ đúng rồi, màu này là màu mới đó anh. Mà đẹp quá trời các bạn ơi, con này nhiêu vậy? Con này là Sakia thì hiện tại là 55 triệu. Lên 3D nha các bạn. Rồi. Rồi, Ngân sẽ xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Ngân. Các bạn đừng quên nhấn nút like và chia sẻ và đóng góp cho Ngân để Ngân hoàn thiện video nhiều hơn ha. Các bạn yêu thích cái xe nào khác thì inbox ở dưới cho Ngân để video lần sau Ngân sẽ quay nha. Rồi, Ngân xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.